thì đừng Lúc mới có qua chơi thằng với Grant nó tôi cũng đẹp nữa trai nha mọi lắm, người. nhưng bây giờ bắt đầu tóc tai nó rũ rượi rồi đó, bắt đầu nó hơi Rồi hoe, mắt nó bắt đầu hơi rồi bắt rồi, body shaming, ghi ghi nó vô, body shaming. body shaming. Mắt nó Mẹ đầu em phố bé phường rồi, đầu đầu tóc có vẻ rũ rượi nó lọc tóc ra vậy. Thằng ghen nó giống em anh ba, cái lúc mà em mệt á Mẹ nữa. em thấy cái hình Là bóng em ở đó anh ba, quầng thâm bắt đầu xuất hiện trên mắt nó rồi. làm huấn luyện viên xe cũng nhàn. Bắt đầu rồi đó. Nhưng mà anh thắng trận này. Nhưng thắng trận đi. Đầu tiên là mình thắng như mày. Mình thắng trận này. Nhưng mà anh đéo muốn thắng theo cách này. Bắt đầu đéo rồi đó, bắt đầu đéo mẹ rồi đó, bắt đầu đủ đéo rồi đó. Bắt đầu chờ rồi đó, bắt đầu đủ đéo rồi đó. Rồi. Không muốn thắng thì thua. Gì vậy mẹ, chuẩn bị nó hành chính liên chỉ có đéo rồi đi chợ đâu, bắt đầu nó hướng nhân viên cũng mấy cái chợ tạm rồi đó, bắt đầu nó chợ tạm rồi đó. Ơi mà tôi bắt đầu lên siêu thị rồi, chắc được đi nhường cái chợ lại cho nó. Tôi lên tập hóa siêu thị rồi, bắt đầu đi bỏ cái chợ cho nó khó chịu chứ trời, đủ đéo rồi. Nhưng đéo không phải thắng chơi thì tụi em cho không hai ha. Cái gì vậy, intro hả? Đầu tiên là mình thắng như này, nhưng mà chuẩn bị một ủa mà sao mày tự nhiên trả tốc độ hai hai chấm vậy? À, có đầu quên thôi chỉnh lại. Má để hát mép vô nó cười trời. Gì ba em có cười đâu? Vô đây coi SE tôi lục đục là ông cười rồi, cười thầm trong bụng rồi. Em không có rồi nha, em buồn chết luôn á. Từng ai hiểu hiểu người anh Phong Vũ không? Giờ thấy thất bại buồn. Rồi thôi. Quá hay em ơi. Nè, bắt đây mà nếu mà điều đó. Nè, e cái nó môn quy, tự tin quy cái xong e cái nữa là sống rồi. Tiếng tụ ngồi giống buồn dịch dữ ta. Anh tiếng tụ anh ngồi giống buồn dịch dữ ta. Đấy anh luôn, bây giờ anh còn muốn coi không? Đó. Hả? Kể anh coi nha, tiếc. Anh còn muốn coi nữa không? Kiểu anh nhường cái ghế này cho thằng Gen nó vô nó ngồi, tự nhiên cái người ta huấn luyện viên trưởng, người ta ngồi bên ghìa, đủ mà anh ngồi, đủ mà anh ngồi giữa, anh có phân tích được không? Mà anh ngồi giữa, anh mới nhường cái ghế bây cho giờ người anh ta coi được nữa không? Hay anh muốn sập chim liền? Thì ý là tôi nói cho cái vai trò, cái vị trí cho nó đúng, hiểu không? Giống như kiểu tại vì lúc này anh Gen đang coi điện thoại, đang giao nói chuyện với thằng Tuấn nó khác. Ừ, thì tôi nói là giống như kiểu bây giờ anh phân tích đi, bây giờ anh CEO, anh ngồi lên cái ghế, cái xe 4 chỗ anh ngồi ở đâu? Anh ngồi trước à? Anh ngồi trước chứ. Không. Tôi trả tiền mà anh trai. Không, anh là CEO, anh phải ngồi chính giữa đằng sau cho tôi. Hoặc là bên phải bên trái cho tôi. Ok chưa? Mà anh yêu cầu hơi nhiều nha, nói anh yêu cầu hơi nhiều nha. Phát cuối mà đáng thương lắm nè. CEO mà. Ôi đủ má, tụi này nối dây truyền cặp hay sao hả? Thằng Tuấn cũng có một cộng, và thằng Slider cũng có một cộng. Điện hỏi chơi gì vậy? Quân đờ nó đeo lâu rồi nè. Phát cuối mà đáng thương lắm nè. Sao đĩa kìa, nó sao đĩa kìa, nó sao đĩa kìa. Nó ngồi nó binh. Đĩa ngồi nó mổ binh. Rồi. Đĩa nó ngồi mổ binh. Bởi lâu. Nghe không nói gì hết. Bởi lâu. Mùa trước nó cay hàng đĩa. Mùa trước nó cay hàng đĩa mọi người ơi, thằng lồn này. Mùa trước thằng đĩa không nghe lời nó, nói nó huấn luyện viên điệp mà không cay gì, không nghe lời nó, xong nó cay hàng đĩa, nó soi hàng đĩa. Nó cho mọi người chửi hàng đĩa. Đồ má. Mà sao bây giờ anh tiến độ người ta chơi bộ binh như vậy trong lúc gần thi đấu mà anh được, anh CEO anh không quản lý cái câu đó anh tiến độ. Em đang nói luôn á. Tôi coi giải tôi cũng thấy anh trai ơi. Đồ má. Anh CEO kiểu gì vậy? Mà sao đứng yên rồi? Anh... Ủa ừ, anh lọc bao mà. Nó bao luôn cái hình đó mà. Cari làm gì hả? Đi theo nhảy, Cari đi theo nhảy. Đó, đủ má ba Cari. Trời ơi, nó Cari đủ má không làm gì trong tôi team. Tụi mày làm cái gì mà để thằng đĩa nó ngồi nó chơi mộ binh mà tụi mày không nói gì hết trơn vậy? Má thiệt trời ơi là trời. Thôi chửi chửi có chửi mà. Nếu có chơi quýnh bài đó thì kêu đĩa ơi đi qua bên kia ngồi đi. Để đây tụi anh quay clip. Quay mà để thằng đĩa nó ngồi chơi quýnh bài mà để trên cái clip luôn. Kỳ quá vậy. Anh làm cho anh buồn á mà anh gầu lắm nữa.
Rồi chứ thấy anh em tôi vậy tôi buồn mà trời. Anh ngồi anh suy nghĩ, anh tưởng anh đang anh buồn chứ anh đang ngồi suy nghĩ câu để anh chọt cái giai đoạn nhạy cảm. Nó không nghe mà thầy cũng có nói đâu mặt. Đang giai đoạn nhạy cảm thì những cái tình huống này là mình phải đẩy qua một bên đi. Mình kêu thằng Địa đi qua bên kia đi, ví dụ nó ngồi nói trên bài ok, cho nó qua bên kia đi. Rồi vậy đó mọi người ơi, nè, đây tới khúc này vậy thì mọi người mới biết cái ý của ảnh là hồi xưa mọi người coi mấy cái tham là không thường là nó sẽ không xuất hiện mấy cái này đúng không? Tại vì ảnh đủ má mày chặn đầu thằng Thiên rồi, ảnh kêu thằng Thiên đủ má mày đừng bao giờ đưa mấy khúc này lên. Để cho tụi nó tự làm gì làm đi, anh không nói nữa nhưng mà đủ má mày tụi bay cũng đừng có đưa lên. Không cho người ta thấy được, không cho người ta thấy mấy khúc này được. Ảnh đủ má mày ảnh đó, ảnh giấu. Chuyện giống như là trước trận đấu ha, mình nguyên đám mình cùng sơm sao xôn xao, mình sơm sơm mình ngồi bàn bạc ha, cái đó, kiểu này chưa, kia chưa. Trời ơi, để thằng Địa nó ngồi nó đánh bài và trước cái camera đó, anh diễn đủ má mới nói tham mùi vừa là diễn không tài trợ thấy chắc là cái câu đủ má chắc là cái câu được vai đồ biết chơi game không đánh Leo Na để làm gì là chắc anh cũng diễn luôn đủ má anh diễn như cơm bánh lào vậy bích Leo Na làm gì rồi có mở không rồi có giữ cái thế ngang ngang không rồi có chọt e như người nó không? Rồi cái chay nó được cái nào? Rồi cái chay nó được cái nào không? Vậy Bích làm gì? Biết chơi game không? Chắc là cái câu ảnh nghĩ ra đến ba rồi mọi người ảnh tiểu phẩm. Ừ ảnh tiểu phẩm. Diễn tiểu phẩm anh trai ơi. Diễn tiểu phẩm. Ảnh đi chay mùa đồ mà ảnh diễn tiểu phẩm. Thuộc đó mà tiểu phẩm. Ba rồi quá mà anh em phải thuộc chứ. Liêu là khoảng thời gian đầu tiên SC có thể phá được cái lớp phòng thủ rất kiên cố mà Cerberus đã xây ra rất lâu. Đến nay tôi mà còn thủ em mà anh em phải thuộc hết à. Là một khoảng thời gian đầu thôi. Tôi mấy phút trong game này anh, tôi mấy phút trong game này. Sẽ là người tỏa sáng ở trong cặp trận. Có không? Cuộc lao vào của Cerberus. Đây rồi, bắt cái cú ngay lập tức cho đội giữ chân là anh ta đã sử dụng. Ủa mà trận này để tạm thắng là tiếc. Đôi anh trang về lối rất đẹp và tới bên phần đang lên bắn ta bấm rất đầu ra. Cái nào có cái thua. Anh cũng qua. Khả năng cũng qua. Không có vàng nè. Anh ngồi cái thế rồi, anh ngồi cái thế nhìn SE gia đồ. Anh ngồi cái thế gia đồ. Anh ra với SE, anh ra với SE rồi. Anh ngồi cái thế, anh coi coi kiểu tập trung kìa. Ít chưa. Không tay lại không coi kìa. Bắn cung băng thành công và đội sẽ đi bùi ánh trăng rồi bây giờ mình ra thì quá trễ rồi. SE là đội chiến thắng trong vòng thi đấu đầu tiên này. Rem bắt đầu nó hết la rồi đó. Thằng Rem bắt đầu nó hiểu cảm giác của tôi rồi đó. Hỏi em hỏi sao hỏi đó hỏi thì gì sao mà thắng mà mặt tôi vậy nè. Rồi có thắng nhiều không? Thằng Rem mới à. Hí. Bây giờ nghe. Hiểu cảm giác của tôi. Anh cười thả mãn kênh ba, anh cười thả mãn. Mà hết nổi à, hết la nổi à. Mà nói tôi thắng mà tôi kiểu nhìn mãn. Nhìn mãn thầm lồn cái lồn má. Mệt nhất thế gì. Kiểm soát hai bên mắc rất là nhiều nên khi mà mình găm quét á mình quét một bên hay lúc mình quét kỹ vô lúc mà mình đánh á có mắc sau lưng nhiều lắm hiểu không? Để ý là đội hình nó dáng này nó không TV sau lưng được á, nói chung quét kỹ vô hiểu không? Với lại khi mà đánh đội hình combat á mình gò mình tính mình nói chung mình quần với nhau tí nữa mình đánh kiểu bị rời rạc á. Tính ra là một mình tôi nói hết cái này là từ thời Napoleon xong tới thời vua Bảo Đại rồi đó. Em ơi. Thời cái vô ở đại mình tôi nói hết mấy cái này. Thôi mình nào vô thì có kịp mấy câu không? Vẫn chưa thấy gì hết. Vẫn chưa thấy cái gì mới. Cái giữa thì nó bị vậy. Ý anh đang nói độ má mày là thằng game độ cũng đéo làm được cái con cặc gì xong độ má ảnh tới đây anh nói hết rồi. Cái mùa trước anh nói hết rồi. Đúng nói gì anh đã cái nói ý nha. Anh là như vậy. Ủa chứ bây giờ anh nói là hồi xưa anh nói rồi nhưng mà bây giờ vẫn không có gì thay đổi, vậy là anh nói là thằng Ren là từ đó đến giờ vô đây là chưa dạy được cái gì cho tụi nó đúng không? Anh nói vậy
anh tự cảm nhận thôi, tôi đâu có nói. Không thì cái lời văn ý nghĩa của anh với lại cái độ mà tôi lúc tôi bao lại nè, cái mỏ của anh đang chu lên này là anh nói đúng. Anh đang nghĩ như vậy. Không. Tôi đang làm dễ thương, làm cái mỏ dễ thương anh ơi. Tôi làm cái mỏ dễ thương. Vậy là dễ thương chưa? Làm cái mỏ dễ thương anh trai ơi. Cái mỏ giống anh đó, anh làm cái mỏ vậy hoài đó, làm cái trước. Đánh cùng nhau đánh năm nào là câu của thằng Kari phải anh Owen nói nha. Media làm việc chết. Tóm lại anh xe con hay fan bảy độ nha. Giờ anh cũng mới phân tích từng chữ ra luôn cái câu mà câu của thằng Kari nó đang nói luôn. Bây giờ lại để là chữ Owen. Nói chuyện nó bỏ thằng Kari nó buồn vậy. Nhét mép nữa là không có nói nhét mép. Cái Kari nè. Đó, giọng Kari rõ ràng, đánh cùng nhau đánh năm. Đúng đúng vậy. Đúng rồi, đồng ý, đồng ý. Đồng ý cái này đồng ý. Đúng năm năm. Về sớm. Anh trai này khá nha. Mẹ rồi tên tiếng mà. Anh trai này được nha. Đủ má anh ba hết mà. Anh ba vậy hết mà anh trai kêu anh trai chói đâu dữ lắm được. Anh trai này được. Ba này chứ mày chửi nè. Ông chủ ơi, cái sẽ nằm, điểm sẽ chết bên trong bãi đá cổ. Trận này Igo đánh ghê quá. Trận này là Igo đánh ghê nè. Thằng Bơ hỏi con này hàng chi? Thằng Bơ hỏi có ngại con này lúc nào sẽ không. Con cặc vậy bánh cũng được hết trơn. Con này cũng được hết trơn hết trơn hết trời. Anh đưa cụ nào đánh con đó. Anh đưa cụ nào đánh con đó. Mời đến Nguyên không mày không nói hả anh ba? Ờ đúng rồi. Ý Linh Anh Lạc nói là đủ con lồn thì đánh cũng được. Nhưng mà Nguyên không, Master không thì đủ mới đéo biết. Bơ mà sao nó ngại. Thích thì đánh thôi. Thích thì đánh thôi, nhưng mà đánh dở, đánh thua. Vậy mà anh đè anh bứt cho anh lừa hoài. Bây giờ nó kêu nó tự tin mà nó. Rồi, anh nói vậy đâu cái độ nè. Anh ngồi bơ ơi. Em đánh gì anh gửi cho em cúng cho em. Anh cứ ngỡ thở bơ hoài. Anh cứ kêu bơ em đánh gì. Em tự tin gì. Đó vậy mà đủ mà anh cứ đè anh biết người ta như vậy thôi. Đè anh cho người ta chơi như vậy. Vậy là anh sai hay là mọi người là thằng Bơ sai mọi người. Anh thấy được cái vỏ của thằng Bơ khi trò chơi. Ví dụ như cho con Gna đi mà anh không cản. Ví dụ nó thôi con Gna bữa hôm đánh dở không cho anh đánh nữa. Đánh con khác đi. Thì nó là khác. Đủ má anh để quấn hoài. Anh để quấn hoài. Vậy bây giờ anh đổi thừa, quay qua anh đổi thừa thấy không? Đủ má thấy vô trách nhiệm của anh chưa? Một cái vô trách nhiệm nha. Tôi bẻ lại nè, tôi bẻ cái chắc chắn nè. Tự nhiên cái bẻ. Nó vô giờ là... còn nghĩ đâu bạn. Nó vô tới nghĩ đâu bạn. Anh bẻ. Chắc chắn đây sẽ là ván đấu. Nó mang chất rất cao trên bảng xếp hạng khi bên phía của SBTC Sport họ cần. Ờ, nó đỡ là di sản của tôi, còn nó hay là di sản của người khác. Một kỹ năng có thể đuổi kịp với top 1. Trong khi đó, thì Seldos gần một kỹ năng có thể theo sát sao. Giọng dối dữ trời. Giọng dối dữ trời. Gần một kỹ năng. Nhìn anh giỏi dễ thương dữ trời. Hai có thể dùng cái đầu á. Anh nói chuyện tự ăn. Không phải. Chắc chắn đây sẽ là ván đấu. Đó mang chất rất cao trên bảng xếp hạng khi bên phía của SBTC Sport họ cần. Ờ, nó đỡ là di sản của tôi, còn nó hay là di sản của người khác. Một chiến thắng có thể đuổi kịp với top 1. Còn trong khi đó, nhìn tinh thì biết chứ. Một chiến thắng được có thể theo sát sao Gabi Sport. Ván thi đấu quyết định đến từ gai là không có vấn đề gì mà phải hoảng sợ. Ok, không chơi thề. Và bây giờ Ember đang hơn một cấp độ. Ta đang muốn BK và ta sẽ BK thắng mà thôi. Là đó là. Chim ưng. Ông làm gì mà ông chim ưng? Ông làm gì ở đây? Dân thật. Kèo mẫu. Đồ quảng cáo nữa trời. Tụ má gì trời.
mua không được cái độ mới kia sao quảng cáo nữa. Điệp mẹ mày lắc luôn rồi. Lộn vậy. Tua đi anh. Không tua được, tua nó cũng lắc à. Ôi. F5 lại không được, đem F5 rồi bị chạy đó. Ừ lắm. Tính nhà đủ má. Ông làm cái chuyên mục này của anh Lâm Lộc là đúng nguyên đủ chuyên mục mà gọi là giặt lá tìm sâu luôn á. Cứ mỗi câu người ta nói ra là thở ra câu nào là anh coi câu đó, anh bao lời câu đó. Ông quyết định tính ông là trên bên. Ông quyết định tính là ông là buồn nhìn ông trên bên. Cái gì má lắc luôn rồi. Một phút mấy giờ? 1-6-3-3-9 đúng không? 1-6-3-4-2. 1-6-3-4-2. Ê, phải có thằng Hmét ở đây nè. Hỏi thằng Hmét là hồi xưa họ ở bên kia thằng đen nó có vậy không? Phải hỏi Hmét chứ nhờ. Thôi, bà... Nó có hay đó, anh mò đó. Hmét nó tắt mít rồi. Ý là nó có hay like. Chỉnh thành 480 rồi xong, chỉnh thành 720 là được. Đó. Giờ lót xíu rồi chỉnh thành 720. Đó. Đó. Rồi nó vẫn lót. Chi rồi lỡ mà nó lỡ miệng á để anh bà. Có cái để ăn anh được. Có cái để ăn còn tay. Để anh bà. Này dữ dội. Nó đứng ngay khúc này luôn rồi. Khúc này ơi, khúc này. Nó lót đéo nổi rồi. Khúc này. Không, nó lót á. Rồi được rồi đó. Rồi được rồi, nó đang lót á, lót được rồi. Nó qua được cái tour là được. Kìa kìa, có mặt anh cười đẻo rồi anh ba, có mặt anh cười đẻo rồi. Anh chống nạnh anh liếc ai dữ vậy anh trai. Anh kiểu đụng mà để tao chống mắt lên coi tụi bay làm được cặt gì á, kiểu vậy. Lắc dữ trời má, mấy anh mày muốn em va thì mấy anh kiểu như mấy anh luôn bấm luôn cái điện thoại cái xong mấy anh gửi cho group hay gì đó. Không ngủ quá rồi. Hiểu không? Lọc. Sao anh ba? Anh Lọc với lại anh Quyền nè. Là sáng anh ba đúng không? Anh bấm record, anh lưu lại. Xong cái anh quăng cái sụt lên cái ride, cái anh quăng lên ride vô cái trong đó cho có ai coi thì mở lên ta coi cái xong. Hỏi mất công tua. Anh này anh ghét rồi, thì gương quá thì anh vui hỗ trợ quá thì đây. Mình hỗ trợ content cái đó, hỗ trợ thôi. Nhau thôi chứ gì? Hỗ trợ content thôi. Rồi buổi sáng anh bú được thì buổi tối thì cho người ta bú với. Rồi ok, để sáng này tôi làm lại. Tôi kỳ còn lại cho anh nè. Anh bú xong cái giác kiều cái thằng kiếp nó vừa lên cái thằng kiếp bú xong cái chuyện cái linh nó cho thằng lia bú xong chuyện cho tôi với lại thằng celeb với lại thằng lộc đó. Ok chưa? Đi vòng rồi sáng anh Quyền lại bú lên cái lưng đó nữa. Em xeo lại cái búp lên, em bú xeo cái lưng của em lên cho anh Quyền coi nữa, bú tiếp. Bú còn tròn chứ. Một binh. Bú chéo. Mở rồi mày phải mới play mới nghe rồi. Rồi rồi đó. Đóm đóm tròn bị chửi. Rồi. Được chưa? Được chưa? Mở rồi mày phải mới play mới nghe rồi. Rồi mày tắt cái tám người của anh ba kìa. Đóm đóm tròn bị chửi. Rồi. Được chưa? Được chưa? Mở rồi mày. Rồi. Ok đó. Trời ơi. Ngu quá, game ngu quá. Gì chửi. Đó, tính ra làm tiếng chửi trước. Ăn tiếng chửi trước. Thiệt mà. Đánh không tốt thì mình nói thôi, sao đâu. Vậy thì anh nói gì nữa? Anh ở trong đó anh còn chửi thì người ngoài người ta chửi ngu thì anh nhảy dựng lên là sao? Tôi nhảy dựng nào? Anh đòi cắm chim bằng liêu lọc. Tôi hít thì tôi cắm thôi. Má anh nó ngang dữ trời. Trời.
CEO chi. Anh đéo muốn thắng cách này, thành ra là hôm qua thua luôn. Anh quái. Cái lồn quá, con này nặng nha, cái con này nặng nha. Anh thua luôn. Sống đáng thì thôi chứ giờ. Bây giờ bao lại đi, bao lại. Giờ anh giải thích sao cho khúc này. Thì anh nói luôn nghe coi, cái ý của anh khúc này là sao. Bây giờ nghe nó kêu không muốn thắng cách này thì thua gì chứ giờ sao giờ. Tôi nói theo sự thật chứ bộ. Chứ tôi có nói thêm nó bớt đâu trời. Thua hai. Thua nó bớt đâu. Thua hai anh thấy là thua hai. Ý là nghe nó kêu thà thắng dở chứ độ. Ủa thà thua hai chứ đừng có thắng dở. Đó, đúng rồi, thà thua hai chứ không, đừng có thắng dở. Thà thua hai không thắng dở. Ủa mày thắng vậy là dở. Ủa thắng là dở, thà thua hai. Đó anh còn biện minh gì nữa không anh Tiến? Tiếp đi, xin đáp ơi. Đấy là tôi nói lại mấy cái đại này hết rồi. Đùa luôn. Cái mà đồ kiểu anh khoái đó nha, anh thấy tim thua anh rồi khoái cười đó. Đã bảo tụi bay là đánh tụi bay rồi. Bây giờ tụi bay là không còn tụi em nữa rồi. Nói chứ nữa bên đầu quá. Anh bắt mẹ từng chữ một cái lồn má. Ồ giờ anh ổng cảnh sát mà, anh cảnh sát của Nemo mà không biết à. Chứ giờ không có chữ gì với ba chứ sao anh trai. Nhất nữa bên đầu quá. Còn gì phải làm những cái pha game ít. Còn gì phải dùng rờ dùng này để câu con chiếu. Đội hình của mình bích ra là để đánh mục tiêu. Đánh rầu, đánh sứ giả. Mình không có thua bất cứ một đội nào hết á. Không thua đội nào hết á. Cái quan trọng mình cần biết là mình làm cái gì. Làm cái gì? Mình chỉ form hết cho cái chuyện đó thôi. Bạn khó chịu quá. Rồi cái chuyện đó thôi. Rồi nhớ hôm nay thua thì sao? Thua thì thôi. Thua rồi bị ăn chửi tiếp là xong tinh thần đi xuống xong nguyên cái lượt chèm như thế nữa à. Chịu chứ sao? Mới có 3 mùa à? Giờ thêm mùa nữa có sao đâu. Mới có 3 mùa, anh 2 mùa rồi đó. Anh 2 mùa rồi. Giờ thêm mùa nữa. Đủ má, anh chiếm 2 mùa rồi. Bây giờ mình tự đánh, mình cũng biết là mình không có thua tụi nó một cái gì nhiều hết á. Mới thua test đó. Mới thua cái đằng test luôn. Chiến thuật mới thua test luôn. Vậy thì sao mình không focus được cái mình tự quan tâm. Cái trường hợp mà đéo thể tha thứ được em ơi. Khó. Trường hợp này khó. Đánh đồng ý là có thắng có thua, có phong độ cao có phong độ thấp. Nhưng phải chơi game cho cách này. Anh ngồi đủ hết bất khỏe từng chữ. Rồi xong nghiệp kìa, nghiệp tụ nửa bên đầu của anh được kìa. Tiên đặt ra một cái gì đó làm chung. Giờ sấy rồi hết đắc. Đề ra một cái gì, đội hình gì đó làm chung, đánh theo đội hình đó. Trận thứ ba mình có quá nhiều lợi thế rồi. Rồi mình đánh cái gì vậy? Xe mặt cười. Em bơ lên to đi trừ một cái gì kìa anh ba. Trừ một bây cái gì là cái gì? Bây giờ chuẩn bị mình về thôi. Chết mẹ rồi, em bơ nó lên tao tết rồi kìa. Tiếp tục ơi. Này mới là chợ ngồi xòm tự phát của mấy bà trong ngõ tôi. Trần TS là nó. Bây giờ chuẩn bị mình về thôi. Nhưng mà anh muốn mọi người làm chung vô. Tối xem trèo tường vào. Lượt về nó đã tối nơi rồi đấy. Chơi game nhiều vô. Nhớ nhiều vô. Cơ hội không đến với mọi người nhiều lần đâu. Có thể đây là cơ hội cuối của mọi người và cơ hội cuối của anh luôn đấy. Cuối của mọi người. PS mặt cười. Thằng Gan không nói đạo lý rồi, phải nói đạo lý chứ Gan ơi, không đạo lý không được. Sao giống, ê, chủ gia sao giống cái pha mà không còn cái đội hình này nữa đâu. Đó. Trời ơi, Trang luôn á mình. Đi Trang coi đó luôn á mình. Đừng để bạn chúng ta chia tay nhau trong tiếng. Hết cái mùa này không còn cái đội hình này nữa đâu. Anh thái anh cười. Mới sau cái ngày này. Sau một cái ngày. Một buổi nói chuyện như vậy. Một buổi nói chuyện như vậy. Mà chủ nhật vẫn quýnh như là những đứa không hồn hết trời. Z-A-B-L kêu Ampiverse nghỉ là thiệt hà mặt cười. Sao buổi nói chuyện như vậy mà vẫn quýnh cái ngày chủ nhật. Ủa mà anh nổ đồ ép quá trời kìa, anh nổ đồ ép kìa. Vậy? Anh nổ đồ ép 30 kbill mà, sáng 30 kbill mà. Ủa má rồi nổ tới luôn. Đứa đến 2 xu ở đọc rồi. Được chưa? Nguyên ơi. Sao vậy? Tỷ kiếm.